Của anh đã set up mà chuẩn chỉ và test ok nhé. Vâng, em xin được mến chào các bác nhé. Các bác đừng quên like, đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Một bộ karaoke trị giá là 20 triệu cho anh Văn Cường ở Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định. Đó. Em sẽ điểm qua những sản phẩm mà anh Văn Cường có đặt tại bên Mike Audio. Một chiếc đẩy chính hãng của dòng AV Pro DX 2800. Bộ Mitsuo X23, một dòng nâng tiếng cũng của hãng AV Pro, chính hãng luôn, X15 Plus, một chiếc vang cũng của hãng AV Pro A12, hàng chính hãng luôn các bác nhé. Một đôi loa B3 bass 30, một kèn dòng hàng nhập. Và cuối cùng đó là một chiếc trầm Tannoy bass 30, dòng bass Úc. Hàng này hàng cao cấp nhất của dòng Tannoy các bác nhé, đánh cực kỳ hay. Bộ karaoke cho anh Cường này trị giá là 20 triệu, gồm 4 thiết bị, sản phẩm và trầm loa, trị giá là 20 triệu. Hiện tại thì anh Văn Cường đã đặt cọc bên Mike Audio là 1 triệu. Thì bên em sẽ chuyển xe ô tô, khi anh nhận hàng anh sẽ thanh toán nốt qua bên giao hàng của bên ô tô. Tất cả các dây dắt thì bên em đã ký hiệu rất là chi tiết và cụ thể rồi. Đây là đường của chọn kênh tín hiệu. Ở đây là nhạc vào. Và đây là cổng ra. Đó, ra vào. Từ tín hiệu là từ vang xuống nâng tiếng. Hai cổng vào của nâng tiếng và tiếp theo ra của nâng tiếng sẽ xuống cổng vào của đẩy. Và tiếp theo đó là jack khóa loa như bình thường. Đây là adapter của mic. Còn với loa thì sẽ sử dụng jack new trick như vậy. Và bên em đã có đấu nối hết tất cả và chỉ việc cắm và là chạy thôi. Đó. Đó các bác nhé. B3 model Z 212 các bác nhé. Với một cân nặng của một chiếc loa này rơi vào tầm 21 đến 23 cân một chiếc này, rất là nặng. Đó. Khá là nhiều các bác hỏi em tại sao có những nhiều cửa hàng cái dòng loa này nó rẻ, nó chỉ rơi vào tầm 3-4 triệu. Đó, những cái dòng hàng đóng ở Việt Nam thì nó sẽ rất là rẻ các bác nhé. Rất là rẻ và cái cân nặng của nó chỉ rơi vào tầm khoảng 15-16 cân quay về thôi các bác nhé. Các bác lưu ý, đó nó không thể chuẩn như những dòng hàng nhập được. Những cái dòng hàng này là trên 20 cân, 21 đến 23 cân một chiếc nhé các bác nhé. Một chiếc các bác lưu ý, một chiếc nhé. Còn với dòng trầm Tannoy bass Úc nhé, chỉ khâu, nó đánh thì rất là uy lực rồi. Còn bộ mic thì hai tay mic các bác nhé, hai tay mic hiện tại em đang để ở trong cái thùng của nó. Đó, hai tay mic các bác nhé. Tất cả phụ kiện thì em đang cắm trên này thôi, chỉ việc đấu nối thôi. Một chuyện tình ngày nào lòng chưa nguôi xót thương oi tàn. Khi nào anh nhận hàng anh sẽ thanh toán nốt. Với dòng đẩy AV Pro chính hãng DX 2008 này thì anh Cường cũng như các bác sử dụng dòng này thì cũng thể sử dụng được hai đôi bass 30 các bác nhé. Công suất 800W một kênh, công suất thoải mái để các bác chơi với những đôi loa côn 76 như vậy. Hai đôi. Ok, em cũng xin được kết thúc video với giới thiệu qua bộ karaoke cho anh Văn Cường ở Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định. Các bác nào mà có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp với bên Mike của Audio hoặc kết bạn Zalo, Facebook qua số điện thoại 0977 434 361 các bác nhé. Vâng, em xin được mến chào các bác. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.